Dạ, em xin chào tất cả anh em nha. Em chào mừng anh em đến với kênh Nhân Sắc Nhân Thắng anh em. Bữa nay ngày mấy anh em mình, có anh em nào nhớ ngày mấy không? Tụi em nói chung là cái chuyện ngày tháng 25 tháng 5 hả? Đó, có con cháu nó nhắc anh em là biết ngày được rồi đó. Nó không nhớ đâu, lên hội nó coi nó mới biết. À, vậy là hôm nay ngày 25 tháng 5 anh em ơi. 18 tháng 4. À, chỗ ở của em á, là ấp Minh Kiên, xã Minh Thượng, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang anh em. Cái này em lên tiếp cho anh em một cái con máy siêu phẩm luôn rồi. Cái này không biết dùng chữ sao luôn. Siêu phẩm. Quá trời đẹp luôn. Yanma NSA50. Cái này đạn nước anh em ơi, mà nó đẹp. Nó thiệt là dung nhan là nghiêng thùng chảy nước tùm lum luôn á. Quá trời đẹp. Cái nước nó còn gì? Trắng. Thường mấy này nó bị ố màu hết, mà này còn trắng. Cái sao có mấy cái còn như này hả? Quá trời mới, con mở cái thùng dầu ra cho anh em coi chứ. Ý da, ở ngoài đẹp mà trong cái thùng dầu gì kỳ tía. Thùng dầu nó bị ố xét anh em ơi. Mày không thấy nó nhân. Còn không thấy cấp nhận được. Nhưng mà rất là dày nữa mày, cái thùng dầu thì em thấy nó hơi xét nha. Cái này tại để em bãi lần. Quá trời cái máy đẹp mà. Mà cái thùng dầu, cái nút này đa số là về mất tiêu hết trơn. Hoặc là nó hư nó bể hết trơn anh em ơi. Còn riêng cái máy này anh em nhìn nè. Cái nắp flap này anh em ơi. Nhất găng thiệt chứ. Con bóng nhớt ghim là nguyên bộ nữa nè. Có tiếc không cái. Em thay cái ly với cái lọc. Tiếc cái này nè anh em ơi. Nó gãy cái tay khóa. Chứ thợ em cũng có thay cái ly với cái lọc nữa nè. Còn trong máy thì khỏi chê luôn. Coi ốc này, ốc này là chưa có dấu dặn luôn á. Nên chốt thì em tháo ra vệ sinh cái lọc nhớt lại. Tức là mở ra nó chạy ủ. Cái này chưa lần mở rồi nè. Tức là mình chưa có dám mở gì lý do máy ghi đúng không? Anh em nhìn ốc xa nhớt nè. Nhớt chưa mở lần nào. Với cái thứ hai nữa là về nó bị dính cái lớp B này. Em có tháo ra em vệ sinh cái lớp B. Cái này em xin tính dính lại anh em là có mở ra rửa cái lớp bên anh em. Để em quay sau lưng cho anh em mình coi ha. Em khoái quay sau đích em quay tới anh em ơi. Hồi nãy em quên đó chứ em khoái đích trước à. Ơi. Còn rất là mới luôn anh em ơi. Đạn nước anh em nhìn lốc mình nè. Buồn. Rất là tịch. Ôi bu cái lốc. Con này anh em về bơm nước thì tới NSA50 anh em ơi. Cái này anh em khiêng, thứ nhất là nó nhẹ, thứ hai là nó nhạy, thứ ba là nó xài đạn nữa, rất là dễ sửa. Đây anh em nhìn nó không có nè. Rồi nó mới luôn. Rồi để không có làm mất thời gian của anh em bà con cô bác mình nha. Em nhờ đứa cháu test hàng cho anh em bà con cô bác mình nha. Nổi trên tay luôn á. Trời đã luôn anh em ơi. Tuyệt vời luôn á. Phụng biết ý vô quay bị cái lò xo ra nó hơi giãn em. Tợ em chưa kéo. Rồi em lên em test hàng cho anh em bà con cô bác mình nha. Cái lợi thế lớn nhất của nó anh em là anh em bơm nước á, là nó rất là nhẹ. Khi cái đời này nó là cái mình nó là lóc nhôm, nó rất là nhẹ. Cái thứ hai nó là nó nhảy ít hao dầu nữa anh em. Nó ta nó vui hiếm có máy nào mà nó về được nó đẹp như máy này. Thank you.
em có nói bụng, có nói tới anh em nào có chốt được cái máy này thì nếu có yêu cầu thì bên em sẽ mở ra rửa cái lọc nhớt anh em. Thấy bên bấm nó quay còn tốt rồi, mấy em không tháo. Không nhớt nó quay tốt luôn. Riêng đối với máy này anh em nào có chốt thì em tặng anh em mình cái tôm bu ly nha. Anh em nếu mà muốn xài tôm bu ly thì em tặng tôm bu ly, còn nếu anh em xài tôm bơm nước thì em tặng anh em tôm bơm nước. Chứ sẵn đây em cũng xin giới thiệu một số cây sản phẩm bên em có luôn nha anh em. Trước tiên là máy rớt cỏ nè, không quên đó, chưa báo giá anh em mình nữa. Cái này là anh em mua về chỉ việc sử dụng nha. Cháu em vài ngày nó sẽ đăng riêng một cái trang máy rớt cỏ. Máy dọn rồi, máy chưa dọn, máy tôm rồi, tôm liền gì là bên em có láng sàn ngầu hết nha anh em. Chưa chuyển lên hết. Chắc tầm cỡ 200 cây nha anh em. Rồi em quay trở lại cái máy này em xin báo giá cho anh em bà con cô bác mình luôn ha. Cái máy này em bán cho anh em 5 triệu bao ship nha anh em. NSA 50 hiếm có cái máy nào mà em thấy nó mới đẹp được gì nha anh em. Rất là đẹp, chưa gỗ chưa nổ luôn kìa. Cái nắp flap mà chưa có một vết mà nổ nước sơn nữa. 5 triệu bao ship nên anh em nào làm được thì alo giùm em nha. Còn bên phần bên em thì sẽ tặng anh em, nếu anh em bơm nước ruộng thì em tặng anh em là cái tôm bơm nước, còn anh em mà kéo bu ly thì em tặng cho anh em là cái tôm bu ly ha. Hiếm cái trường hợp nào được có máy gì nữa. Đây cháu em đây nữa, nhờ anh em mình ủng hộ nha. Nông cơ Đức Thắng, Tiên Minh máy phát cỏ nha anh em. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây nha anh em. Cảm ơn anh em cũng như bà con cô bác rất nhiều. Chào tạm biệt anh em. Cảm ơn con trai nhiều nha con trai.